Nhà báo người Anh Max Clifford trình diện trước tòa nghe phán quyết về tội lạm dụng tình dục tin từ London. Nhà báo người Anh Max Clifford hiện diện tại phiên tòa vào hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 5, sau khi từ chối 11 tội danh liên quan tới việc lạm dụng tình dục tạo nên nhiều tai tiếng tại Anh Quốc. Ông Max Clifford, 70 tuổi, đến từ Surrey, khu vực phía nam của thủ đô London, đã bị cáo buộc là quấy nhiễu tình dục. Có ít nhất là 7 nạn nhân tuổi từ 14 tới 19 trong những năm từ 1966 đến 1985. Vợ Jo West đi cùng với chồng hiện diện trước tòa án London. Trước phóng viên báo chí địa phương, ông Clifford cho biết là những tuần lễ vừa qua chờ đợi ngày hiện diện tranh cãi và kiện tụng tại tòa án đối với ông là một cơn ác mộng. Ông hoàn toàn phủ nhận tất cả những lời cáo buộc trên từ tòa án và sẽ tranh cãi tới cùng vì ông hoàn toàn là người vô tội, không dính líu bất cứ tội danh gì liên quan tới lạm dụng tình dục các em bé dưới tuổi vị thành niên trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến năm 1985.